những nơi bị bỏ hoang thường sẽ cực kỳ đáng sợ, mạng nhện và... nhưng hầu như chúng cũng rất hấp dẫn. Nếu bạn là người thích những nơi vô chủ, hãy đi theo nhé. Tôi sẽ đưa bạn đi một chuyến ngược dòng ký ức. Hay tôi nên nói là chuyến đi đáng nhớ nhỉ? Chắc không nên đâu. Ở một nơi không được tiết lộ, đâu đó giữa nước Pháp có một lâu đài cổ hoang vắng. Nhưng nó không giống bất kỳ lâu đài cổ nào khác. Khu đất rộng lớn này từng thuộc sở hữu của một người đã mất trong thảm họa Titanic. Lâu đài gần đây đã được một nhà thám hiểm đô thị phát hiện. Người này đã đăng một đoạn video về nó và gây sốt trên Internet. Mọi người há hốc miệng vì vẻ ngoài kỳ lạ của lâu đài. Nghe câu chuyện của nó sẽ giúp bạn hiểu lý do. Lâu đài này theo phong cách Tân Phục Hưng và được xây dựng vào năm 1868. Nhưng một người thợ kim hoàn người Na Uy tên là Engelhard Cornelius Oldspie ở đó vào cuối những năm 1800. Ông đã rời khỏi gia đình gồm vợ và 5 con để bắt đầu cuộc sống mới. Bạn vào lâu đài qua tiền sảnh, nó trông không khác ngày xưa. Ngoài lớp bụi dày trên cầu thang, bạn sẽ thấy con búp bê của cô con gái Engelhard bị vứt bỏ trong một chiếc xe đẩy vintage. Lâu đài có vô số phòng và thậm chí còn có một phòng may đồ. Tình trạng hiện nay của nó không phải là tốt nhất. Giấy dán tường bị rách treo lủng lẳng. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy những cảnh tượng kỳ lạ khi đi xung quanh. Một chiếc bàn ăn vẫn được bài trí với đồ Trung Hoa tinh xảo, dường như đang chờ chủ nhân về nhà dùng bữa. Chắc chắn trông rất đáng sợ, nhưng lịch sử khiến nó hấp dẫn hơn. Engelhard và con gái của ông là Helen bắt đầu cuộc hành trình đến Mỹ. Họ có vé trên tàu Titanic. Helen sống sót được nhờ leo lên một chiếc thuyền cứu sinh. Nhưng còn Engelhard thì không về nhà được nữa. Lâu đài là những gì còn lại trong câu chuyện của họ. Như ngôi biệt thự mà chúng ta vừa thấy, có một số nơi bỏ hoang cất giấu những món đồ lẽ ra nên ở trong viện bảo tàng. Như ngôi nhà này, với những chiếc đồng hồ cuckoo cổ và những con búp bê từ thế kỷ trước, hay những chiếc xe cũ, những mẫu xe ngày nay hiếm khi thấy, hay những chiếc xe đẩy cũ kỹ xinh xắn. Một ngôi nhà còn có một tờ báo đã hơn 100 năm. Ai đó nên thu thập những thứ này trước khi thời gian lấy đi những thứ tốt nhất của chúng. Còn ngôi nhà trống và bị bỏ hoang này thì sao? Chủ nhân đã để lại một mô hình đường sắt khổng lồ dưới tầng hầm. Còn những vật dụng mà ông sử dụng để xây nó nằm rải rác quanh nhà. Tôi không đoán nổi ông ấy đã mất bao lâu để làm tất cả những thứ này. Tiếp tục chuyến tham quan của chúng ta nhé. Giả sử bạn đang lái xe qua vùng ngoại ô của New Jersey thì đột nhiên thấy một công trình kỳ lạ. Bạn thậm chí kiểm tra GPS để xem liệu mình có thực sự đang ở vùng nông thôn của Mỹ không, hay đã dịch chuyển tức thời đến Ai Cập cổ đại bằng cách nào đó. Tòa nhà trông giống một ngôi đền Ai Cập cổ, được xây dựng từ những viên đá màu cát. Khi bước vào bên trong, những nghi ngờ của bạn về việc đang ở một nơi khác được xác nhận. Điều đầu tiên bạn nhìn thấy là một bức tượng pharaoh. Và đừng quên bước đi như người Ai Cập nhé. Theo như câu chuyện, tòa nhà là một cửa hàng thú cưng cũ đã được cải tạo thành tiệm bánh pizza theo chủ đề Ai Cập. Ồ vâng, lẽ ra tôi nên đề cập đến những chiếc cột có chữ tượng hình xung quanh tòa nhà. Chúng làm cho nơi này thêm thú vị. Cửa hàng được gọi là Pizza Hut, nhưng khi đang cải tạo dở, công ty hết tiền nên bỏ toàn bộ. Cả nơi này được bảo tồn khá tốt, mặc dù đã bị bỏ hoang. Ở một nơi không được tiết lộ khác, ngay gần một đường cao tốc ở Tây Ban Nha, có một nhóm vài ngôi nhà sang trọng không có người ở. Những ngôi nhà này giống biệt thự hơn. Chúng cao 2 tầng, được trang trí bằng đá cẩm thạch và đồ gỗ cao cấp. Một nhà thám hiểm đô thị đã quyết định đến thăm địa điểm này và đi vào bên trong vài ngôi nhà để xem hiện trạng của chúng. Như bạn có thể thấy, hầu hết các ngôi nhà đã bị thảm thực vật xung quanh bao phủ. Các tầng trệt bị ngập nước và một số bị xịt graffiti khắp tường. Mỗi ngôi nhà có một sân thượng ấn tượng để chủ sở hữu tận hưởng thời tiết đẹp. Ngoại thân của những ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn, khiến người ta khó tin rằng chúng đã bị bỏ hoang. Theo nhà thám hiểm đã tìm thấy chúng đã bị bỏ trống từ năm 2008. Công ty xây dựng những ngôi nhà này đã phá sản và từ bỏ dự án ở giai đoạn cuối. Đúng là một kết thúc buồn nhỉ? Một chung cư cao cấp bị bỏ hoang đã thu hút nhiều sự chú ý. thì hãy tưởng tượng cả một thành phố bị bỏ hoang xem. Varosha, một thành phố ma ở đảo Sip, đã bị bỏ quên từ giữa những năm 1970. Và vài năm gần đây, mọi người mới được phép đến thăm nó. Nhưng khi đất nước mở cửa thành phố trở lại, nhiều nhà thám hiểm đã đến đó để có cảm giác hồi hộp khi đi quanh thành phố vắng vẻ. Nơi này là một nơi khác biệt. Hãy tưởng tượng, hàng ngàn tòa nhà, siêu thị, bể bơi và công ty thương mại được xếp hàng hoàn hảo, không thay đổi so với trước kia xem. Tại sân bay địa phương, bạn vẫn sẽ thấy những chiếc máy bay xẹp lốp được để nguyên như những năm 1970. Trước đây, Varosha từng là một thành phố nghỉ dưỡng nổi tiếng, được nhiều người yêu thích. Vào thời kỳ đỉnh cao, nó thu hút hơn 700.000 du khách mỗi năm. Các ngôi sao Hollywood và tỷ phú từ khắp nơi trên thế giới đổ về thành phố vào mùa hè. Nhưng ngày nay, nơi này rất tĩnh lặng. Khi mọi người đi hết, không còn tiếng ồn của giao thông hay tiếng trò chuyện, không còn gì cả. Thành phố cũng xuống cấp trầm trọng do thời gian và thời tiết. Ở bãi biển Miami, bạn sẽ thấy một khách sạn sang trọng nhưng bỏ trống. Nơi này từng tổ chức buổi hòa nhạc của The Beatles. Vào cuối những năm 1950, đây là nơi lui tới của những người nổi tiếng như Frank Sinatra hay thậm chí John F. Kennedy. Ngày nay, khu nghỉ mát Deauville trống rỗng và hoang tàn. Khách sạn đã đóng cửa vào năm 2017 sau khi hỏa hoạn làm hư hại một số cấu trúc. Những người chủ quyết định để khách sạn như vậy, với đồ đạc và kỷ vật vẫn còn bên trong. Lối vào chính và sảnh đợi mang lại nhiều cảm giác của những năm 1950. Nhà bếp vẫn được trang bị bát đĩa và dao dĩa. Phòng tắm có kệ và máy sấy tóc. Người ta có thể tìm thấy chìa khóa phòng điện tử bỏ lại trên sàn. Phòng khiêu vũ chính của khách sạn là nơi từng xảy ra điều kỳ diệu. Năm 1964, The Beatles biểu diễn ở đó. Nó đã khiến hàng nghìn người hâm mộ không có vé phải đứng bên ngoài, chờ đợi để được nhìn thấp thoáng ban nhạc. Deauville có thể là một phần quan trọng của lịch sử văn hóa Mỹ, nhưng ngày nay, nó chẳng là gì ngoài một nơi hoang tàn. Không còn nghi ngờ gì nữa, những nơi tồi tàn đáng sợ nhất thế giới từng là công viên giải trí. Các công viên giải trí thường tràn ngập tiếng cười và niềm vui, nhưng không phải những nơi này. Nara Dreamland lẽ ra là thế giới Disney của Nhật Bản, nhưng dự án thất bại và nơi này đã bị phá hủy. Nhưng nó sẽ trông như thế nào nếu ngày nay vẫn nguyên vẹn? Nó sẽ là nơi sinh sống của những cây thường xuân ẩm ướt và những loài chim đáng sợ. Để vào bên trong, bạn cần băng qua một cây cầu rút và đi vào một lâu đài màu pastel. Tim bạn sẽ đập nhanh hơn bình thường khi đi ngang qua một tàu lượn siêu tốc phủ đầy sương mù. Đó lẽ ra là Matterhorn phải không? Đúng rồi, tất cả mọi thứ ở nơi này đều gợi ý rằng bạn không nên ở đó. Tuy nhiên, bạn quá tò mò. Bạn sẽ thấy những cuộn vé và những con thú nhồi bông biến dạng lăn lóc dưới đất. Muốn bước vào một nhà hàng bỏ trống không? Nó trông rất kỳ lạ với bạn và ghế vẫn còn nguyên vẹn. Đi qua nơi từng là một cửa hàng quà tặng, bạn sẽ thấy những chiếc kệ trống và một chiếc máy rút tiền kiểu cũ. Tôi muốn nói là bạn nên rời đi trước khi có thứ gì thoát ra từ những món đồ cũ nát. Nếu tôi nói Joyland, bạn sẽ tưởng tượng ra điều gì? Cái tên nói lên tất cả phải không? Nhưng nếu ngày nay bạn quyết định đến thăm Joyland, tôi cá là bạn sẽ có một khoảng thời gian đáng sợ đấy. Ở Wichita, Kansas, bạn sẽ thấy một công viên giải trí đã từng nổi tiếng, nhưng hiện đang bị bỏ trống với nhiều khung cảnh kỳ lạ. Một đường trượt màu xanh nhạt ở giữa khu rừng. Có. Nhà kho trống như trong phim kinh dị. Có. Wacky Shack trông kỳ quặc. Có luôn. Nhưng nếu bạn ghé thăm vào một ngày nắng đẹp, tôi sẽ nói rằng công viên đáng sợ nhưng vẫn khá đẹp. Joyland được xây dựng vào cuối những năm 1940 và mang hơi hướng cổ điển phù hợp với bầu không khí hoang tàn. Hãy nhìn vòng đu quay màu vàng rỉ sét này với hồ bán vé ở phía trước. Tôi dám nói là khá thu hút. Biết đâu, Stephen King đã lấy cảm hứng từ câu chuyện này khi viết cuốn sách nổi tiếng Joyland của ông nhỉ?